Động tác buông thở. Chuẩn bị. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác tay. Chuẩn bị. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 thôi. Sau đây phần phân tích động tác của thầy. Thầy mời các em nhìn lên tranh. Đây là động tác vươn thở. Động tác vươn thở, tư thế chuẩn bị, chúng ta đứng nghiêm, chân hình chữ V, hai tay khép sát vô đùi, mắt nhìn thẳng về trước. Nhịp 1, chúng ta bước chân trái lên, đồng thời chân phải khiển gót, hai tay đưa lên cao hình chữ V, mắt nhìn thẳng theo tay, lòng bàn tay hướng vào nhau, ta kết hợp với hít sâu bằng mũi vào. Chúng ta lưu ý là hai chân chúng ta đều thẳng, không chân nào chúng ta bị quỷ gói hết. Nhịp 2, ta hai tay từ trên cao hạ xuống, bắt chéo trước bụng, đồng thời thở từ từ bằng miệng ra. Nhịp 3, về tư thế giống như nhịp 1, hít sâu bằng mũi vào. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị, thở từ từ bằng miệng ra. Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự nhưng chúng ta đổi chân lại. Thay vì nhịp 1 chúng ta bước chân trái, thì nhịp 5 chúng ta bước chân phải. Sau đây là phần động tác tay, các em quan sát. Động tác tay, tư thế chuẩn bị cũng giống như động tác vươn thở. Đứng nghiêm, hai tay khép sát vô đùi, mắt nhìn thẳng về trước. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, hai tay dang ngang, lòng bàn tay úp. Nhịp 2, hai tay dỗ lên cao, mắt nhìn thẳng theo tay. Nhịp 3, hai tay từ trên cao hạ xuống, hai mũi tay chúng ta đối diện trước ngực, đồng thời nâng hai khuỷu tay cao ngang vai, ngực chúng ta hơi ưỡn về trước. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự nhưng chúng ta sẽ đổi chân lại. Động tác vươn thở. Chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác tay. Các học sinh chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.